Tên 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 bữa cơm màu xanh, bữa cơm tràn ngập màu xanh, bữa cơm mùa đông ấm áp màu xanh. Dạ, mới bấm Đề nè. phương nhé. Rồi. Ê chà, càng quá. Đề phương nào. Đề đấy. Nhìn vào đây cho nó phải một màu xanh. Đề phương này. Phương. Em hỏi chị. Mình biết có dai không? Này phải chấm mắm tôm chứ. Đâu đâu đã Thì ghê. 10 năm hộp. Giờ mới chấm Không hộp cái lại cho lại mắm tôm. nè. Chấm thì Ngon không? được hết. Ngon. Ngon rồi. Vừa đó. 30 phút vừa đó. Rổ rau mà đã ghê luôn á. Những rổ rau đã. Sáng dậy thấy sáng cái cổ mệt mỏi. Mềm béo ăn không cũng ngon. Ăn không béo ngon thơm. Đậu hũ Sài Gòn sao nó cứ cứng như kiểu như nó pha bột. Mà ăn nóng không sao nha, mà nó để tới chiều nó bắt đầu nó cứng ngắc luôn. Chấm cái nào cũng ngon, nó có cái vị chua này, nó có vị cay. Thôi tí nước này nó lỏng là dễ chấm, nó kia nó sệt sệt cho nó dính vô mặt. Nhưng mà nên nó làm như thế, làm có chút thôi nhỉ, hết ngày dây thì nào mới xong, đâu có làm nhiệt tình đâu. Nó là của tư nhân hay là của nhà nước? Làm cái xây dựng này nè. Mai bắt đầu. À, nghỉ lễ giờ nó bắt đầu đổ vật liệu cho ngày mai làm ha.
Đúng ăn nó cái mùi thơm với ông ấy, cái gì cái mùi thơm ấy. Béo béo vậy vậy thơm thơm. Hủ Sài Gòn thua xa. Hủ Sài Gòn thua xa. Hủ Sài Gòn đậu hủ. Bình thường em cũng hay mua đậu hủ mang chừa cơm 3 miếng với trong. Bác sĩ không cho ăn nhiều cứ ăn. Tôi nghe cả chất xem. Hỏi nó bảo có cái chất gì làm cho những cái cục cục u u nó to. Những khi một thằng hố ra ra thì mình đều phải chấp thuận cái ý sai của nó. Giờ kệ mẹ đó, ăn thoải mái. Nghe em biết thằng nào đúng, thằng nào sai. Có từ nhiều quê rồi. Một canh ngập mồm này, ngập mồm. Biết tại sao ra đây nhưng mấy không? Biết tại sao ra đây nó mắc quá lại sáng hơn ở trong kia. Ăn mấy cái này nó có vitamin này các cái kiểu nó bổ sung trong vô nè, trong đó đâu có ăn rau. Bí luộc, bầu luộc, không có nhiều đó làm trái không? Nên ăn rau nhiều. Này bị ảnh hưởng lắm luôn đó nha. Này là bị ảnh hưởng lắm luôn á. Cắt miếng to ngập mồm luôn. Đúng kiểu luôn á. Lâu ngọt dài.
Em thích ăn rau không? Chấm với hành lem luôn. Rồi bút là trong. Chấm vô trong đưa cho thằng lem đó. Hôm qua có bật bóng nháy không? Tối qua có bật bóng nháy không? Có đúng không? Không bật qua. Tại vì bật ngoài cái cam nó cũng ghi âm hết thì cũng làm biến, nếu mà không ghi chắc cũng bật á, bật qua ngày luôn á. Sau khi làm xong phát hiện ghi cho 2 tiếng thì đầy cái gì lại nhớ. Cái nước này không? Nước hầm không? Có chua chua rồi đúng không? Có chua không? Từ trước chị luộc không? Chị hay lắp chanh cho không? Chị không được luộc cái này. Hôm nay gì hôm nay em mới ăn đậu hũ ở đây sao? Nó cũng dày, nó cũng miếng, nó cũng dày, nó cũng to. Có bạn nhìn nó ăn nó mềm. Nó quan trọng. Mềm nó có mùi thơm. Mùi thơm béo. Cái gì vậy? Này hả? Thôi à, ăn cơm mà. Cuối cùng có chén trong ngon chén. Hai chén. Hai chén cơm đấy. Có nấu con ống rồi đó. Làm thì lâu thì hụt cả buổi sáng. Ngồi ăn có 5 phút xong. Mấy người ăn nhanh mới khổ, mấy người ăn chậm. Đúng không? Em cũng thường ăn nhanh rồi đó. Mà qua đây em còn thua rồi. Ăn nhanh, đi nhanh. Làm nhanh. Nói cũng nhanh. Nói nhanh. Ba nhanh. Không có cái ngủ mà lâu à. Nhanh. Nhanh ngủ. Nhanh ngủ, nhưng mà ngủ lại lâu. Hôm qua mà cũng không khô ha. Ngon. Cũng không bị khô. Thế ở đây là cũng là nuôi công nghiệp ra hay là người dân ta nuôi chăn làm gì có công nghiệp cháu. Biết cảm nhận biết heo là heo công nghiệp heo người dân không? Heo hả? Heo người dân thì nó khác cái heo heo dân thì kiểu những con nó kiểu vừa vừa mà kiểu người chơi dài. Thôi là cách nhận biết đơn giản nhất mà ai cũng nhận biết được. Đáng thiên đó hả? Hả? Đáng thiên hả? Nhìn con heo là biết con heo công nghiệp hay là heo dân nuôi? Heo công nghiệp cái bi của nó mỏng. Cái bì của nó mỏng bớt cái thịt nạc nó ra bên ngoài bì luôn. Bữa nào chị kiểm tra bằng cách này không? Kiểm tra cái đuôi. Mua cái đuôi của nó. Xem cái đuôi của nó dài ngắn. Đuôi công nghiệp nó chút phút này thôi. Còn đuôi dân nó nuôi thì nó sẽ dài mặc định tự nhiên. Không có lý. Nó không có cắt. Công nghiệp nó sẽ cắt cái đuôi đi.
Đi lên đi. Nó quậy quậy quậy, nó hao năng lượng. Nó dồn lại vô đó, vỗ béo với cơ thể đó, nó không cho phí năng lượng đuôi nó quậy quậy đó. Đây là mình đoạn này là có thật. Không có thật, bữa hôm em mua em cũng chất vấn cái bà bán hàng, đuôi theo đẻ cùng nghe, đuôi có chút xíu cái này. Ừ đúng rồi, nó phải cắt chứ nó đâu có đẻ. Không có lý. Nào đi mua thử kiểm tra cho nó theo. Cảm thấy kết thúc. Cái đó là bên người chăn nuôi người ta nói mà. Đâu phải tự mình vẽ ra. Anh có thể không thể thử lý, nó là mở cho nó cần. Cảm thấy để nó vẫn có năng cái thử kia. Đúng rồi. Thử kia là thử vứt đi rồi. Tủ của em giờ cũng không ngon. Để em thích những người á. Để rau nó mau héo rồi. Hơn rau cỏ chỉ để cho nó được mấy ngày. Thì rau thì còn 3-4 ngày để nó làm gì. Nhưng mà cái tủ nó để rau còn nửa tháng không Hương. Cách mà biết nhìn nó như bông cải xanh á. Bỏ vô 3 ngày nào nó trở nó màu vàng là biết là tủ dỏm rồi. Còn nó để một nửa tháng vẫn xanh mây. Em mua hai cái y chang nhau, về em để nhà em cái, qua nhà nó để cái. Mà nhớ là để 2 tuần không sao chứ. Còn là xả rồi đó, mình quăng cái đó. Thả cái gừng để nó không có héo gì. Mà cái tủ nó tủ đẻo chứ. Tủ nhỏ. Nấu gì nữa? Nay ăn chiều mình chưa nấu gì nữa. Nấu cái này nó dễ nó còn gây lắc mai. Ăn hai miếng này là đủ no rồi. Dân người lấy đâu ra mà bỏ bán cả chợ suốt ngày vậy? Nó đủ lượng để cung cấp. Ừ, ngủ đúng không? Ừ. Ngủ hả? Đây, đây, cái này gọi là cái lè này. Lặt lè rồi đó hả? Hoặc là cái bắp chân. Bắp chân hả? Lặt lè, lặt lè. Bắp vế. Tên này không đau, mà lại đau đây. Thì nó thường nó rụt rút rút như này chứ có rút như này đâu. Mấy vận động viên á, nó cũng bị rút vào đây nè. Nó mới 3-4 ngày nữa hết. Ừ, này thì hôm nay mình bắt được con đực. Hơi bồng dây lên. Lại đau hơn à? Đừng dây, ngôi ngôi cái đừng dây lên. Nó mới mà ngủ say tới mức mà nó rút cũng không biết luôn á. Hôm nay thì hơi thảy cáo. Tối nó đi dài vô nhà xuyên xót lên. Nhảy không? Nó hát á. Hôm qua có hát, nó nhảy đi hả? Bờ quá. Cái bờ mà thẳng ai bị cháu. Vậy là do bà hát bà đứng mà nhảy quá, nó đau chân bà ơi. Nó phải. Nó đau lên đứng chỗ nó đau thầm. Hát lần 3-4 tiếng. Thank you.